Video này mình muốn chia sẻ với các anh em một số trái nước hoa mà nó có một vài đặc điểm chung. Đầu tiên chắc chắn rồi, nó phải thơm. Và cái thứ hai là nó có những nét tương đồng với một số trái nước hoa có một cái mức giá đắt đỏ, chát hơn rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta được đi thẩm mùi, chúng ta được cho chiết và chúng ta rất là thích cái mùi hương A được cả. Tuy nhiên cái mức giá gọi là như búa bổ của nó thì nó làm cho các anh em chùn chân, lạnh gáy. Và những cái lúc đấy thì một cái phương án tìm một cái mùi hương tương tự và có cái mức giá thấp hơn là một cái sự lựa chọn tốt. Thì trong video này mình muốn chia sẻ đến với các anh em những cái chai nước hoa như thế. Thì trước khi vào chủ đề chính của video thì có hai cái mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Điều đầu tiên đó là mình sẽ hạn chế cái chai nước hoa clone. Bởi vì với cái quan điểm của mình rất là ghét nước hoa clone. Cái việc nước hoa clone thì mỗi chúng ta đều có một cái quan điểm khác nhau. Mình có quan điểm của mình và các anh em có quan điểm của anh em. Miễn làm sao mà khi mà chúng ta nói thì ta phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là dè biểu một cái gì đấy. Đó, còn thì mỗi người chúng ta được quyền nói lên quan điểm của mình. Và đối với mình ghét nước hoa clone. Đó. Điều thứ hai thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng có ở trong tay, cho nên mình sẽ để hình ảnh để các anh em có thể dựa theo tên, dựa theo hình ảnh. Nếu mà chúng ta có nhu cầu chúng ta có thể tìm nó dễ hơn. Thì đấy là hai cái điều muốn nói trước khi chúng ta vào chủ đề chính của video. Còn bây giờ anh em relax và let's go. Hai chai nước hoa đầu tiên đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent, Lady Dolom. Như mọi người đều biết, đây là một sản phẩm với tông oải hương bạch đậu khấu rất là nồng nàn, rất là thích hợp với những cái dịp chúng ta dùng buổi tối. Có thể là chúng ta đi hẹn hò, chúng ta đi cà phê, nói chung là tất cả những cái dịp gì mà chúng ta sử dụng vào buổi tối thì đây là một mùi hương rất là hữu dụng. Tuy nhiên thì mọi người đều đã biết hiện nay nó bị reform cũng khá và cho nên cái tông mùi, độ đậm mùi, hiệu năng mùi cũng bị giảm đi đáng kể so với những phiên bản đời cũ mình đang có ở đây. Thì cái giải pháp đây, chúng ta nên tìm trái hoa nào có cái nét tương đồng. Ở đây mình muốn giới thiệu đến với các anh em sản phẩm của nhà Ted Lapidus, còn nó có tên là Poker Face. Với cái tông mùi sử dụng những cái nốt có nét tương đồng khá là nhiều với Lady Dolom, ví dụ như là oải hương, bạch đậu khấu, tiêu, thì chúng ta có thể nhìn thấy những comment kênh mình để ở đây để cho các anh em tham khảo, hoặc là chúng ta có thể lên video xem các ông YouTuber Tây Long review thì chúng ta có thể thấy nó có nét tương đồng khá là lớn với Lady Dolom. Với cái ăn mùi chắc chắn rồi sẽ tốt hơn rất là nhiều, ít nhất là với cái phiên batch hiện tại của Lady Dolom. Thì điều đó đồng nghĩa rằng nếu như các anh em thay vì phải cố gắng săn những cái batch 2011-2015 như thế này với cái giá rất là không hề rẻ, thì chúng ta có thể tham khảo sản phẩm của nhà Ted Lapidus Poker Face. Đó, thì chai nước hoa đầu tiên mình muốn trân trọng chia sẻ đến với các anh em Poker Face. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Tuxedo. Chai nước hoa này thực tế thì mình cũng chưa bao giờ mình được ngửi cái phiên bản cao cấp của nhà Yves Saint Laurent này. Tuy nhiên khi mà nhắc đến nó thì mọi người sẽ thấy nó hay được đi kèm với Rochas Moustache EDP với cái tông mùi tiêu hồng vani rất là thú vị. Anh em nào yêu thích cái tông kiểu cay nồng thì chúng ta nên tạo cơ hội để thẩm QM này. Đó, và mọi người cũng đã đều thì chúng ta có thể vào tất cả trên YouTube hoặc là trên những cái diễn đàn, thì khi nhắc đến Rochas Moustache EDP thì sẽ phải nói đến Tuxedo, bởi vì hai chai nước hoa này có sự tương đồng nhau rất là lớn. Cộng thêm thì mọi người đều đã biết là Tuxedo thì giá rất là cao, rơi vào tầm 300. Nếu như mình thấy trên các forum của bể nó bán 300, Rochas này thì rẻ rất là nhiều. Thì anh em nếu mà có gì chúng ta hãy tự tìm hiểu xem. Đó, chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà MFK Oud Satin Mousse. Đây là một tông nước hoa trầm hồng rất là mượt mà, rất là đậm đà, rất là phê. Đó, và mức giá mà chúng ta bỏ ra để sở hữu QM này thì cũng không phải là một cái câu chuyện nó dễ thở. Thì đến lúc này câu hỏi đặt ra là chúng ta nên tham khảo chai nước hoa nào. Ở đây thì mình muốn chia sẻ đến với các anh em một sản phẩm của nhà Nina Ricci và nó có tên là Lexus Bro Absolute. Có một điều khá là thú vị đó là chai nước hoa của nhà Nina Ricci này nó cũng được pha chế bởi Mason Francis Corjan, là người đã pha chai nước hoa này. Thì cộng thêm là có một số cái nốt hương liệu có tương đồng, ví dụ như là hồng, đó, hoa hồng và vani. Khi mà chúng ta
cái sự khác biệt giữa chai nước hoa của nhà Niariki và Uncertain Mood này đó là nó bớt ngọt hơn, nó không dày, độ dày mùi, độ ngọt mùi nó sẽ bớt hơn so với Uncertain Mood. Còn lại về cơ bản hai chai nước hoa này có cái sự tương đồng rất lớn. Do vậy nếu như anh em nào ưa thích Uncertain Mood thì chúng ta có thể tham khảo Niariki Lictus Row Absolute, một sản phẩm, một option giá rẻ hơn mà dễ mua hơn so với sản phẩm của nhà MFK. Đó mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Chai nước hoa thứ tư đó là đồ sơn của nhà Diptyque. Nên đến chai nhà nước hoa này thì có thể gọi là các anh em thường thấy là chỉ có hai chai nước hoa mà mọi người đã biết đến nhiều nhất. Mình không nói đến hai chai nước hoa ngon nhất nhưng biết đến nhiều nhất, đó là đồ sơn của Tam Đảo. Thì đồ sơn nó sử dụng tông gỗ đàn hương. Có thể nói rằng khi mà nhắc đến dạng như kiểu top gỗ đàn hương thì chắc chắn rồi, đồ sơn lúc nào cũng nằm trong cái list đấy, với cái tông mùi gỗ đàn hương, ngậy, sữa. Nhưng chai nước hoa này giá của nó thì cũng khá là, nói chung là cũng không dễ thở cho lắm. Thì sản phẩm nào mình muốn giới thiệu đến cho kênh nhà vào đây, Fragonard Center. Khác với đa phần những chai nước hoa sử dụng nốt gỗ đàn hương đang có sẵn trên thị trường, thì ở chai nước hoa này khi mà chúng ta mới xịt thì đầu tiên đó là một nốt opening citrus cam chanh rất là dễ chịu, và sau đó sau khoảng tầm 30 phút nó dry down, nó biến đổi cái tông gỗ đàn hương, một cái mùi hương gỗ đàn hương thuần khiết. Thuần khiết ở đây nghĩa là cái gì nào? Đó là cái có vị sữa, vị ngậy mà hơi như kiểu hơi kem đấy. Thì chúng ta khi mà chúng ta ngửi gỗ đàn hương chúng ta sẽ thường được mô tả là như vậy. Thì ở đây nếu chúng ta không có điều kiện kinh tế để sở hữu chai đồ sơn thì Fragonard Center sẽ là cái chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo, một option giá mềm hơn. Fragonard là một nhà nước hoa niche chủ điệu của Pháp, cho nên chúng ta về mùi hương chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, chứ nó không phải là giống như kiểu mấy anh Trung Đông mùi hóa học đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những cái sản phẩm có thể thay thế được những cái chai nước hoa có mức giá đắt rất hơn rất là nhiều. Thì mình rất hy vọng là các anh em có thể tham khảo và chúng ta sẽ tìm được cho mình, nếu như chúng ta muốn có thể tham khảo để sở hữu. Ok, còn bây giờ chào các anh nha và hẹn gặp lại. Bye bye.